Vâng, Linh Lan bếp gai Nhật xin chào tất cả các bác nha. Chúng ta lại gặp nhau trong video về bếp ngày hôm nay. Buổi tối hôm nay thì Linh Lan sẽ lên cho mọi người khoảng 9 mẫu bếp. Bếp gai nhà em thì rất là nhiều, nhưng mỗi một video buổi tối thì em sẽ lên cho các bác một vài mẫu thôi. Các bác có thể tham khảo những cái video khác ở trên cái kênh Linh Lan bếp gai Nhật nha. Và tất cả những cái mẫu em lên đều là những mẫu mà vừa về hàng ngày hôm qua các bác nhá, ngày hôm kia đấy. Chiều ngày hồi tối ngày hôm kia thì hôm nay lại tiếp tục lên cho các bác. Hôm qua thì em không có lên video nha các bác nha. Bởi vì có hôm thì bận công việc cho nên là sẽ lên không có lên video được cho mọi người. Ngày hôm nay tiếp tục về cái video bếp ga. Em báo giá cho mọi người, giới thiệu và báo giá cho mọi người cái mã đầu tiên, chiếc M1 ngày hôm nay với một con Zinai mặt kính. Con zin này ngặt kính full chức năng 2 đồng hồ hiện giờ, một trong những cái dòng bếp mà rất được nhiều người tin dùng. Một chiếc bếp zin này với mặt kính xanh dương, màu xanh nước biển rất là đẹp mắt nha các bác nha. Con này có bộ tiết lửa là bằng hoàn toàn là đồng nguyên khối, đồng nguyên khối vô cùng là bền và khả năng chịu nhiệt rất là tốt. Với cái bộ chia lửa này thì chúng ta yên tâm rằng là có khi bếp hỏng nhưng mà chia lửa chưa hỏng. Chính vì thế mà rất là nhiều người tin dùng cái dòng mà tiết lửa bằng đồng. Zinai full chức năng với các chức năng như 3S ở bên bếp trái này, chế độ nấu nước này, chế độ chọn nhiệt độ chín rán này, đồng hồ hẹn giờ bên bếp phải và chế độ nấu cơm, nấu cháo, đồng hồ hẹn giờ lò nướng 2 tầng lửa nha cả nhà. Chiếc dòng mặt kính này thì nó là đời nó không cao nhưng nó thuộc diện nồi đồng cối đá với hai bếp nấu hai bên một lò nướng 2 tầng lửa ở giữa như thế này, vô cùng tiện lợi các bác nhá. Với khay nướng, vị nướng hoàn toàn là inox ạ. Đó, rất là sáng bóng mà chúng ta càng dùng càng bóng. Khi nướng xong chúng ta có thể tháo rời ra như thế này để chúng ta vệ sinh cho em này, tháo rời như thế này để vệ sinh nhá. Rất là tiện dụng và sạch sẽ. Đó, đặc biệt thì khi nướng thì lửa nó cũng không tiếp xúc trực tiếp với lửa cho nên nó rất là an toàn. Đó, rất là an toàn đảm bảo vệ sinh thực phẩm cho chúng ta. Một chiếc bếp Zinai với một cái mặt kính màu xanh dương, xanh nước biển như thế này. Bên em đang bán giá với giá là 4 triệu đồng nha các bác nha. Chiếc bếp thứ hai mã số M2 mà em giới thiệu đến cho mọi người đó chiếc thương hiệu Osakaga, cũng là full chức năng, cũng là full inox. Con này full inox nha cả nhà nha. Mặt kính màu bạc, mặt kính màu ghi xám, mặt kính màu ghi xám với này xung quanh của nó là viền inox nhá. Sáng bóng và nó sẽ giữ cho cái mặt kính này nó được vững chãi, được bền bỉ hơn. Và cái bộ chia lửa, bộ kiềng hoàn toàn là inox của Nhật. Đấy, tét lửa nhôm, nguyên khối nhôm này thì khả năng bắt lửa nó rất là tốt. Và đặc biệt là bên trên cái chắn dầu mỡ là inox của Nhật xịn này các bác nhá. Inox của Nhật xịn đấy ạ, chưa có thay. Thì cái dòng này chắn lửa là nguyên bản của nó đấy ạ. Đó, một cái tét lửa rất là đẹp luôn. Với cái chiếc bếp mà nó Osakaga full chức năng 2 đồng hồ hẹn giờ như thế này. Đồng hồ hẹn giờ ở bếp nấu tối đa là 99 phút cho em nhé. Và tối thiểu là 1 phút để khả năng chức năng nấu cơm, nấu cháo. Đồng hồ hẹn giờ lò nướng 2 tầng lửa. Chiếc này thì nó rơi vào cái đời 2016, một trong cái đời rất là đẹp của dòng bếp kính. Và chiếc Osakaga này full chức năng, full inox như thế này thì bên em đang bán ra với giá là 4.200.000 đồng cả nhà nha. 4.200.000 đồng một cái mẫu bếp vô cùng là đẹp, vuông thành sắc cạnh nha các bác nha. Đấy, em quay sang một cái mã số M3 ngày hôm nay cũng giới thiệu cho các bác một cái chiếc Osakaga với full chức năng này. Osakaga cũng là full chức năng nhưng model của nó khác với con Osakaga bên cạnh. Cái mẫu của nó là cái mẫu nó to, cao, vạm vỡ hơn nha các bác nha. Và nó là thuộc dòng họng đúc mặt kính và thuộc dòng họng đúc mặt kính xám đen. Mặt kính xám đen và thuộc dòng họng đúc đấy ạ. Họng này thì nó vô cùng là bền nồi đồng cối đá rồi. Nói đến họng đúc thì chúng ta nói đến cái độ bền siêu siêu bền luôn cả nhà nha. Rất là đẹp mắt và kiềng của nó là kiềng lục giác đây. Ôm trọn đến cái đế kiềng rất là chắc chắn này. Rất là chắc chắn và khi chúng ta đặt nồi đến đây nó sẽ rất là yên tâm nha. Xung quanh được bao bởi một cái viền inox như thế này, gia cố thêm cho cái bề mặt kính của nó nha. Đó, rất là bền bỉ, mặt kính màu này thì rất là sạch. Chúng ta nấu ăn xong chúng ta lau chùi vệ sinh đi thì rất là sạch sẽ, rất là đẹp đấy ạ. Full chức năng ở hai bên, cơm cháo đầy đủ, nước đầy đủ và chế độ chín rán. Và có đồng hồ hẹn giờ được cho cả ba bếp, bếp trái, bếp phải và đồng hồ hẹn giờ lò nướng. Một cái đồng hồ này nhưng hẹn giờ cho cả hai bếp, bếp trái hoặc là bếp phải. Và đồng hồ hẹn giờ lò nướng 2 tầng lửa nha các bác nha. Đấy, một khay nướng quá là rộng rãi, quá là sâu như thế này, nó hoàn toàn là inox này. Đó, chúng ta có thể tháo rời từ cái khay và cái vĩ ra để chúng ta vệ sinh. Còn cái đế này thì nó đã nối rất là dài ở bên trong, nối rất là sâu ở bên trong. Thì chúng ta không tháo được kể cả một cái
cái khay này ra, nhưng chúng ta tháo rời được cái kiềng nhá, cái vĩ và cái chắn này ra. Đó, chiếc bếp quá là chắc chắn và quá là đẹp luôn. À, với một con Osaka Ga này như thế này thì bên em đang bán giá là 4 triệu đồng nha các bác nha. 4 triệu đồng và phía trên này là có lớp chắn dầu mỡ bằng thép mạ men, rất là chắc chắn, rất là bền bỉ đây cả nhà. Đó, các bạn thấy không ạ? Đó, một chiếc bếp mang thương hiệu Osaka Ga. Con này thì nó rơi vào cái đời là 2019, đời 2019, chiếc bếp rất là đẹp với giá thành là 4 triệu đồng nha các bác nha. Giới thiệu cho các bác một cái mã sang dòng mặt men. Dòng mặt men với mã số M4 ngày hôm nay là chiếc Paloma đa chức năng với mặt men màu nâu cà phê. Đó, một nâu cà phê nha các bác. Nó xung quanh nâu cà phê nhưng nó lại nhủ ánh kim ở bên trong, nó rất là nổi, rất là đẹp luôn. Ba tết lửa của con đời cao thì chắc chắn là các bác nhìn đã biết rồi. Nó vô cùng sắc nét nha, vuông thành sắc cạnh rất là sắc nét. Trên là chắn dầu mỡ bằng inox sáng bóng. Đó, kiềng là thép chống dĩ, chúng ta dùng 5-7 năm mới phải thay bộ kiềng này. Và đặc biệt cái dòng mặt men màu nâu cà phê rất là sáng và rất là sang nữa. Với hai chức năng chọn nhiệt độ 180 và chức năng chọn nhiệt độ hầm. Chế độ hầm thì chúng ta thấy là nó sẽ rất là tiện dụng nha. Cái 180 độ là cái mức nhiệt chuẩn, quy định chuẩn. Còn cái hầm này chúng ta có thể hầm thịt, hầm xương, hầm cháo vân vân, và cần gạt cũng bằng inox luôn. Đấy, rất là đẹp cho cái chiếc đời 2022 này. Tháng 9 năm 2022, một chiếc bếp Paloma đa chức năng tuyệt vời như thế này bên em đang bán ra với giá là 3 triệu đồng nha các bác nha. Mã số M4 là 3 triệu đồng. Và em quay sang một cái mã số M5 nữa là chiếc Zin đến từ thương hiệu Zinai với full chức năng ở hai bên, chế độ nấu nước, nấu cơm, nấu cháo, chọn nhiệt độ chiên rán và chế độ 3S ở đây. Cũng là lò nướng. Nhưng mà lò nướng một tầng lửa nha các bác, khay nướng vị nướng hoàn toàn là inox. Ở phía trên của nó là cái mặt men, và con này có một full màu ghi xám hay còn gọi là màu lông chuột. Một dòng Zinai với chức năng đơn giản hai bếp nấu và một lò nướng, với nhưng mà nó lại có thêm cái full chức năng nữa, tức là đầy đủ chức năng nhưng không có đồng hồ hẹn giờ lò nướng nha các bác nha. Con này thì nó rơi vào cái đời khoảng 2016 thôi, 2016, một cái dòng đời chung rất là đẹp rồi đấy ạ. Chiếc bếp mã số M5 với Zinai full chức năng không đồng hồ lò nướng này thì em đang bán cho cả nhà giá là 2.800.000 đồng. Đấy, 2.800.000 đồng một cái mã số M5 nha các bác. Tiếp tục sang cái mã số M6 với một chiếc Paloma model 340WA, dòng nồi đồng gối đá. Tức là dòng này nó đã ra đời đầu tiên, và khi nó ra đời đầu tiên thì cái con này Paloma môi chè này nó làm mưa làm gió trên thị trường bếp ga Nhật, đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì nó lại đa chức năng, full chức năng nhá, cơm cháo này, chế độ luộc này, chế độ chọn nhiệt độ này, 3S này, đồng hồ hẹn giờ cho cả ba bếp. Và đặc biệt cái dòng này dùng nó siêu bền luôn. Em bán rất nhiều cái dòng 340WA này rồi, có thể nói là rất là bền. Một chiếc bếp môi chè, tên thì xấu nhưng mà bếp không hề xấu. Tên thì nó hơi xấu, Paloma môi chè, nhưng mà thực ra thì nó lại rất là chất lượng. Với cái dòng mặt men nha các bác nha, dòng mặt men của con Paloma 440. Đó, chiếc này thì nồi bộ tết lửa của nó hoàn toàn là đồng nguyên khối đấy ạ. Khả năng chịu nhiệt tốt và độ bền tương đối cao, và chắn dầu, chắn khói lò nướng cũng bằng inox luôn. Và chiếc này thì em đang bán 3.200.000 đồng với model 340 ạ. Model 340 cả nhà nha. Quay sang một cái bếp thứ 7 với mã số thứ 7 ngày hôm nay, đến từ một cái chiếc bếp Zinai không lò nướng vô cùng xuất sắc. Chiếc bếp này quá là đẹp luôn cả nhà nhá. Nó là không lò nướng, mặt trên của nó là cái màu ghi này, mặt dưới thì nó lại là không lò nướng. Nhà nào có nồi chiên không dầu hay lò vi sóng thì chúng ta không cần lò nướng ở giữa nữa. Chúng ta chọn cái chiếc bếp nhẹ nhàng như thế này, nó rất là nhẹ thôi các bác nhá. Và riêng cái dòng bếp không lò nướng này thì nó là thuộc dòng đời cao, bên dưới đã bao lưới chống chuột đầy đủ. Bao lưới chống chuột đầy đủ nha các bác nha. Rất là tiện dụng, mà chuột to, chuột nhỏ, chuột lớn, chuột bé không có thể chui vào cắn dây điện được. Đấy, Zinai mã số KGM64DG, một trong những cái dòng bếp đời cao chất lượng, dùng siêu siêu lướt luôn. Con này rơi vào đời 2021, tháng 10 năm 2021. Và chúng ta thấy là cái tét lửa của nó này bằng nhôm carbon, nhôm nguyên khối đúc đặc như thế này, ngăn cản dầu mỡ nước chảy vào trong họng bếp gây ra dị sét. Đấy là một cái tét lửa của con đời cao rất là chất lượng. Và bên trên thì nó mặt men láng mịn, không có một chút chấm sơn nào. Rất là đẹp các bác nhá. Chiếc Zinai không lò nướng phím nhấn này sẽ là sự lựa chọn của rất là nhiều người. Và chúng ta hãy chốt đơn ngay cho em với mã số M7 3 triệu đồng cho em nhá. 3 triệu đồng. Và quay sang một cái mã số thứ 8 nữa, quay trở về với dòng quốc dân đây các bác ơi. Quay trở về với dòng quốc dân, một chiếc Zinai phím nhấn dòng đời chung nha cả nhà. Chỉ hai bếp nấu và một lò nướng, rất là đơn giản như thế này thôi. Nhưng con này lại dùng cực kỳ bền nha các bác nha.
dụng cực kỳ bền và cảm biến của nó rất là nhạy nữa. Dòng này thì em có test lửa trực tiếp để cho các bác xem. Nếu các bác nào chốt đơn thì em sẽ kết bạn Zalo quay trực tiếp chi tiết cụ thể từng cái chi tiết của bếp cũng như là khả năng cảm biến nhiệt cho các bác xem nhé. Cho nên các bác hoàn toàn yên tâm nếu như lựa chọn một trong các sản phẩm bên em. Đó, Zinai với chức năng đơn giản nấu và nướng và 3S ở bên bếp trái rất là an toàn cho quá trình chiên rán và rang đồ khô. Vâng, con này thì có cái đế bằng inox nữa cho nên khi bật bếp lên nó sẽ rất là nổi đấy ạ. Zinai này thì nó thuộc dòng đời chung nhưng nó lại rất là bền và khả năng cảm biến nhiệt siêu nhạy nữa. Mà chiếc này thì nó cấu tạo bởi mặt men rất là bền bỉ và dễ lau chùi vệ sinh. Con này thì em đang bán ra với giá là 2.200.000 đồng. Mã số M8 ngày hôm nay các bác nhá. M8 là 2.200.000 đồng, đời 2014 luôn ạ. Bởi 2014 đời chung chất lượng cao. Đấy. 2.200.000 đồng các bác chốt đơn cho mã số M8 ngày hôm nay. Vâng, khép lại video ngày hôm nay với một mã số M9. M9 là chiếc Paloma đời cao nha các bác nha. Đời cao với đời 2021. Em xin lỗi, con này đời 2020. 20, 21, 22 thì gọi là đời cao rồi đấy ạ. Đó, chiếc này đó là cái dòng tét lửa đời cao nên vô cùng sắc nét các bác. Vô cùng sắc nét và đẹp đấy ạ. Ở bên trên là có chắn dầu mỡ bằng thép mạ men nguyên bản nha các bác nha. Cái này thì chưa thay rồi. Đó, dòng nguyên bản của nó, thép mạ men càng dùng càng bóng, càng dùng càng đẹp. Đó, và phía trên của mặt men thì vô cùng láng mịn. Đó, nó chỉ một chút chấm sơn như hạt đậu ở bên rìa này thôi. Nhưng mà nhìn chung thì chiếc Paloma này cũng khá là đẹp về hình thức. Với 3S ở bên bếp trái này, dùng cho chiên rán và rang đồ khô. Mà khi chúng ta sử dụng 3S thì chúng ta hủy chế độ cảm biến đi cả nhà nhá, thì chúng ta nấu như cái bếp bình thường thôi ạ. Chiếc này đời 2020 thì giá thành em chỉ bán ra cho các bác với giá là 2.700.000 đồng thôi. Một chiếc bếp Paloma đời cao 2020 với giá 2.700.000 đồng các bác nha. Đấy, ngày hôm nay em đã báo giá cho các bác 9 mã bếp với những cái mẫu bếp rất là đẹp, và từ quốc dân cho đến mẫu bếp đắt nha cả nhà nha. Và từ có lò nướng đến không lò nướng, tất cả đã có đầy đủ trong video ngày hôm nay với 9 mẫu bếp này. Các bác ưng mã nào có thể chụp màn hình giúp em hoặc liên hệ ngay cho em theo số Zalo để chạy suốt hành trình video các bác nhé. Đó, chiếc từ Paloma đến Zinai đến không lò nướng và cho đến Paloma môi chè, rồi phun chức năng, đa chức năng, rồi là dòng mặt kính, họng đúc, cho đến phun inox, cho đến gọi như là phun chức năng, tất cả đều đầy đủ trong video ngày hôm nay. Chỉ cần các bác cầm điện thoại liên hệ ngay cho số Zalo cho em là các bác có thể sở hữu ngay một chiếc, một trong những cái chiếc bếp mà siêu siêu đẹp và chất lượng như ngày hôm nay rồi. Đấy, cuối cùng cảm ơn các bác rất là nhiều vì đã đồng hành theo dõi video của em. Và trước khi rời cái video ngày hôm nay, các bác hãy cho em xin một nốt like và một nốt đăng ký kênh cho cái video ngày hôm nay ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.